chúc mừng Tết Dương lịch rồi đen ơi. Để dân chúng ta bao giờ nữa đen ơi. Trời đất trẻ nhà dân chúng tôi đây. Trở lại đất về cho dân chúng tôi đi đen ơi. Đừng có thối nát tham nhũng nữa đen ơi.
gian nhân dân. Ông biết quá xấu hổ hèn với giặc mà ác với dân. Trời ơi chứ. Mình quay cho mình cái ai xem chi. Nó quá thối nát mắt mà xem chi. Quay cái đảng nó đừng thối nát, người ta cũng xem mà cái đảng quá thối nát ai xem làm gì. Công an mà nói du duyên nhở lại. Bởi vì cái đảng nó thối nát rồi không ai xem. Thì công an nó nói quay không ai xem. Bởi vì cái đảng nó quá thối nát, anh cướp của dân mà nó xem làm gì. Cái đảng là cái đảng của Việt Nam. Mà anh cướp cái đảng này của dân Việt Nam nữa, quá xấu hổ.
ông Rộng ơi. Giờ mặt đang ngồi đây. Ngồi đây dám đi đâu nữa. Hả? Bé Hồng bay phía Nguyễn Phú Trọng ơi. Bé Hồng bay phía Nguyễn Phú Trọng ơi. Cái dinh là cái dinh của Nguyễn Phú Trọng đã bao che cho các thằng ăn cướp. Chủ tịch tôi là chủ tịch. Bí thư lợi dụng đảng ăn cướp của dân ở đảng ơi. Sao ông không trừng trị cho đảng ơi, đảng Trọng ơi. Sao ông trừng trị cái đảng ăn cướp với Trọng Trọng ơi. Ba Hồng bay phía Trọng ơi. Sao ông không xem lấy cái đảng ăn cướp với Trọng ơi. Ba Hồng bay phía Nguyễn Phú Trọng ơi. Sao không lấy xử lý cái đảng ăn cướp đây. Cái đảng đi cướp của dân ông Trọng ơi. Chị đang đi chật hò đi cướp của dân không Trọng ơi. Vậy ra đợi giờ đứng đây chúng tôi đứng đây chờ ông Trọng ra ông giải quyết. Bởi vì ông nói là ông đốt lò. Ông đốt ông tôn cái lò lên ông đốt. Bây giờ dân chúng tôi ngồi đây chờ ông tôn cái lò lên ông đốt. Đốt là những cái thằng ăn cướp, những thằng đáng nhỏ ăn cướp. Giờ đáng lớn phải tôn cái lò lên đi. Vào lò đi, vào lò cái đáng nhỏ đi cướp của dân đi. Dân chúng tôi ngồi đây chờ ông Trọng tôn cái lò lên. Đốt những đáng ăn cướp của dân chúng tôi. Bây giờ cô đứng đây chờ ông Trọng, ông tung lò lên. Ông cách lò lên, ông tung cái lò lên, ông cho vào lò những cái chủ tịch đấy này một đó rồi. Một tết dương lịch rồi, ông đợi chờ ngày nào nữa. Giờ đưa cái những cái thằng ra vào lò đi. Một cái vào lò, hai là trả đất cho dân chúng tôi đi. Đây ngồi xuống đó đi. Làm lớn mà ông không xử lý được. Ông là lãnh tụ đất nước, ông xử lý được cái mấy cái thằng ăn cướp của dân. Mấy thằng chủ tịch đảng dân đảng cộng sản đi cướp của dân, tại sao ông nhắm mắt làm ngơ? Tiền lương của ông, tiền cơm nước của ông, nhân dân chúng tôi đài thọ, nhân dân chúng tôi ăn tắm nhịn giặt, đóng góp ông có, ông đồng lương có cơm ăn ăn, nhà ông ở nhà cao cửa rộng, tại sao những kẻ đảng cộng sản đi cướp, đảng viên đảng cộng sản các tỉnh đi cướp của dân,
Mà tại sao ông nhắm mắt làm ngơ, ông ăn những gì, cơm của dân chúng tôi đâu? Tiền ông nhận lương của chúng tôi đâu? Dân chúng tôi đóng góp từng đồng cho ông có lương ông ăn. Tại sao ông không bảo vệ được đất nước? Ông không bảo vệ được người dân? Là cái kẻ tham nhũng. Đảng dân đảng Cộng sản tỉnh Bình Định đi cướp đất cướp nhà, cướp đất cướp nhà dân chúng tôi. Chẳng nhẽ ông ngồi mát, ông cho một bát vàng là đủ rồi hay sao? Không phải một bát vàng đó đâu, một bát xương máu của nhân dân chúng tôi. Một bát mồ hôi nước mắt của nhân dân chúng tôi. Ông Trọng ơi, ông tôn cái lò cho tôi lên ông Trọng ơi. Bà thông cảm với anh ấy, xem có việc anh nhờ bà thế rồi. Rồi cho các bà về. Thì anh ấy xem có việc anh nhờ bà thế thôi. Bà thông cảm với anh ấy. Bà ơi,
Thủ tướng Chính phủ đòi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lôi đầu bế cổ các cái chủ tịch ra đây để ta mặc một lời trá đất trá nhà dân chúng tôi, đừng để nhân dân chúng tôi quá chịu cảnh lầm than khổ sở nữa. Đây là ngày Tết tới rồi, ngày Tết tới rồi, tại sao Thủ tướng Chính phủ lo những gì không lo được cho nhân dân chúng tôi? Đơn nhân dân chúng tôi đã gỡ cho Thủ tướng Chính phủ, tại sao Thủ tướng Chính phủ làm ngơ, không coi xem đơn nhân dân chúng tôi đâu có cái thùng rác? Chỉ đạo thành chủ tịch tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng để cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Bây giờ nhân dân chúng tôi đã kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hãy quay đầu lại đây xem đơn nhân dân chúng tôi sẽ trả lại những gì chúng tôi đã mất, đã tự do quyền của người nhân dân chúng tôi. Đừng để nhân dân chúng tôi quá khổ sở như thế này. Ông ăn cái tiền đồng lương của ông ăn, tiền xương máu của nhân dân chúng tôi, tiền xương máu nhân dân chúng tôi đóng góp cho các ông để ngồi ra ăn, tại sao các ông làm ngơ nhân dân chúng tôi? Đừng không giải quyết nhân dân chúng tôi, bởi vì nhân dân chúng tôi tà quyền cái đảng cộng sản đi cướp đất cướp nhà. Ông là như chắc là ông là cũng một phe một phía hay sao? Ông là người một phe một phía hay sao đó? Bao che dung túng cho thành chủ tịch các tỉnh đã cướp đất cướp nhà dân chúng tôi, lạm quyền, lợi dụng chế độ độc đảng, coi thường pháp luật. Đứng xích xích đằng ấy, đứng xích xích lại, đứng xích xích lại. Để nhân dân chúng tôi ngày hôm nay như thế này, tại sao ông là người thủ tướng, ông Phúc ông nghe nhân dân chúng tôi nói ông là người thủ tướng, nhân dân chúng tôi là người thấp cổ bé hận, nhân dân chúng tôi là người thấp cổ bé hận, chính quyền đảng diện đảng cộng sản ở địa phương đi cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi đem phân lô bán nền. Nếu là nhân dân chúng tôi đất nhà đất đai để hy sinh cho đất nước, làm cái gì cho tổ quốc đất nước thì nhân dân chúng tôi thực hiện liền. Còn cái này cướp đà cướp đất của nhân dân chúng tôi đem phân lô bán nền, lấy tiền chia nhau từ cấp dưới lên cấp trên, từ cấp trong ra cấp ngoài, tại sao ông làm ngơ, nhắm mắt làm ngơ hơn ông Nguyễn Phú Trọng? Ông Nguyễn Phú Trọng ông chui được ở đâu? Tại sao nhân dân chúng tôi như thế này mà ông để làm yên với nhân dân chúng tôi? Đá đáo tham nhũng, đá đáo tham nhũng, đá đáo tham nhũng, đá đáo quan tham cướp đất của dân, đá đáo cái bọn quan tham cướp đất của dân, đá đáo tà quyền ăn cướp, đá đáo cái tà quyền ăn cướp, đá đáo cái tà quyền ăn cướp, đá đáo tà quyền ăn cướp, đá đáo tà quyền cướp của dân, đá đáo cái tà quyền đi cướp của dân, đá đáo tham nhũng, đá đáo quan tham tỉnh Bình Định tham nhũng, đá đáo quan tham cướp tỉnh tham nhũng. Tôi ngồi tôi đang xuống ăn với cái mặt, với cái mặt ra cùng cầu tao tâm nha, tâm này tâm dài nè ra đây đây, mình ngồi xuống, ngồi xuống hả, ngồi xuống, mình ngồi đấy, lại ngồi xuống, ngồi xuống coi chị đây 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 đây. Đây là một tay Tết Dương Lịch.
cái bọn cá nhân, cái bọn đảng cộng sản này nó lợi dụng chế độ độc đảng độc tài, nó coi thường pháp luật, nó không coi pháp luật ra cái gì hết, nó nói ra rõ, nó nói công bằng, công bằng, hiến pháp có, luật pháp có, mà nó nhét trong lô đít nó, đút vô hội môn nó, ngồi hết. Hôm nay mùng 1 tây tháng 1 2020, những người dân bị mất đất, bị bọn chính quyền các tỉnh Bình Định, An Giang và ở ngoài Hà Nội đây hoàn toàn là coi như là bị cái bọn độc đảng độc tài lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng mở rộng địa giới hành chính, lợi dụng coi như là mở rộng coi như là đất đai để nó toàn quyền, nó muốn ăn cướp của ai thì nó ăn cướp, của người ta 10 đồng thì nó đền có 2 đồng thôi. Không không phía dài hồn là chứ không chúi được ở đâu. Tại sao chủ tịch các tỉnh cướp đất cướp và có chung dân chúng tôi, tại sao ông nhanh mắt làm ngơ ta hồn đây? Khuyên con của các vị, gia đình của các vị, nếu mà chúng ta không đứng lên thì cái bọn mà lợi dụng chế độ độc đảng, chế độ độc tài, chế độ coi như là mỹ dân mỹ thế giới, không có chế độ nào mà như chế độ này. Không không biết dài hồn dài biết không không ở đâu, ra trước cổng xem dân ông ba miền chúng tôi đang ngồi trước cổng những chúng phúc. Lôi đầu bé con những kẻ chủ tịch các tỉnh ra đây, cho đất xa nhà chúng tôi. Ông đừng nhắm mắt làm ngơ. Ông là người thủ tướng, ông chỉ đạo đất nước, không phải là người thủ tướng. Bao chi tham nhũng đất nước. Sẽ thì trước sau cũng tới những nhà các vị, không thoát khỏi cái cảnh mà cái chế độ một đảng này, không có thế giới nào mà chịu cái cảnh mà chế độ độc tài. Người ta đã sợ không rồi, người ta đã biết cái chế độ độc tài rồi, là cái chế độ coi thường pháp luật, coi thường khinh thường người dân, coi thường hiến pháp, không coi hiến pháp ra cái gì hết. Không tham nhũng, không tham ô,
mà toàn là bắt ra toàn là 7-8 ngàn tỷ, rồi tiền thuế thu nhập của mình đóng vô, rồi hầu bao, rồi nhà kho, rồi kho bạc của nhà nước trống rỗng, bắt chúng ta đóng thuế vô, trả nợ công. Như thế này có công bằng hay không? Bà con cứ coi đi, một em bé coi như là bỏ gia đình, không có đất cát, phải ra đây mà sống, không có học hành. Như thế này mà đất nước phát triển cái chỗ nào? Mà mấy ông học hành của nó là đất nước phát triển, không có coi như là không lạm phát, không khiếu kiện. Đất nước có luật pháp, đất nước có hiến pháp, đất nước có công bằng. Đây, hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2020, trước phủ thủ tướng, trước văn phòng thủ tướng đây. Tháng 1 thì Tết dân lên, lên trồng cháu đâu. Hỏi tỉnh nào mà đưa ra tiền nhiều là tỉnh đó là thi đua tốt. Còn là những thằng mà đầu trâu mặt ngựa, tôi dân chúng tôi đầu đường xóa chỗ, đem vía hè xóa chỗ, bữa đói bữa no, chính là thủ tướng dân Trung Quốc là người bao che. Chủ tịch các tỉnh được góp tất góp nhà dân chúng tôi, nay tôi đến đây nghị một phút, tôi cầu trời phán phật cùng bánh gia giác chứng kiến cho dân quân ba miền chúng tôi quán hồ sơ, chính là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bao che chủ tịch các tỉnh nhất góp tất góp nhà dân chúng tôi. Ông Nguyễn Xuân Phúc, ông bao che cho các tỉnh ăn cướp đất của dân bà con luôn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là kẻ tham nhũng, kẻ bao che. Ông Nguyễn Xuân Phúc, ông bao che tham nhũng. Hết Nguyễn Tấn Dũng, bây giờ tới Nguyễn Xuân Phúc. Cái ông, một ông lãnh đạo mà cái nghẹo cái đầu ở ông bên, cơ hợp chung với các nguyên thủ quốc gia mà nghẹo cái đầu, dòm ở sau đít ra coi có rốt bóp để lụm không. Một thủ lĩnh của một đất nước, tướng tá mà kỳ lạ như vậy, toàn là đảng cử quốc hội bầu, cho nhân dân chúng tôi là không có bầu một cái gì hết. Lùa nhân dân chúng tôi đi bầu cử như lùa đám súc vật. Vậy mà nói là công bằng dân chủ cái chỗ nào? Ông mới đây ông hội nghị ở bên văn phòng quốc hội đó. Là đi họp các nguyên thủ quốc gia mà cái đầu nghẹo, ngó dư chân của người ta coi có rốt bóp để lụm tiền, để lụm đô la. Vậy mà nguyên thủ gì mà lạ kỳ vậy? Một nguyên thủ thì phải có trình độ, phải tướng lĩnh, phải coi, phải tướng tá, phải cho nó đẹp. Ông Phúc ơi, giỏ sách vô để đút lót, để mua quan bán chức, để leo lên. Ông đi. Một thằng kiếm một bao, một thằng kiếm một kho. Để nhân dân như thế này. Một người 70 mấy tuổi, đất của người ta, từ ông bà cha của người ta từ xưa nay mà vẫn lấy. Đây là ở tỉnh An Giang, đây là ở Hà Nội, đây là ở Bình Định. Chưa nói những bà con mà người ta còn tại ở số 1 Ngô Thị Mạnh, cứ chở thùng thùng vô đút lót ăn cho sung sướng. Để nhân dân như thế này mà nói thương dân Việt Nam thế này đó, chở thùng vàng rồi vô để đút lót.
để mua quan bán chức. Đây là có phiên ông Phúc mà xuống rồi, thằng nào phải mua mua cái ghế thủ tướng cũng phải là hàng trăm tỷ. Ghế chủ tịch tỉnh không mà là đã 50 tỷ rồi. Ghế chủ tịch tỉnh á, chứ không có nào mà dân bầu hết á. Còn là thằng phó là thay thế lên làm chủ tịch. Mày phải mua ghế của tao, tao mới xuống. Thằng đây là gia đình chị, chế độ độc đảng là gia đình chị, chứ không bao giờ nó lấy những người trí thức lên làm đâu. Ghế cái thằng chủ tịch phường không à, cũng đã 2-3 tỷ rồi. Ghế của chủ tịch tỉnh là đã 50 tỷ, còn ghế thủ tướng là bao nhiêu tỷ? Bà con thế giới hãy coi đi. Tỷ mà đưa 9 tỷ rưỡi, con không được làm tránh văn phòng ủy ban nhân tỉnh nữa, ở tỉnh Ninh Thuận á, chính xác, chứ không có đâu mà xa nữa. Đây văn phòng này, chỗ đây là chỗ cất lên tiền ở đâu, có phải là tiền của dân hay không? Nhà trắng này bắt trước nước Mỹ này, làm nhà trắng này. Bữa nay mà bọn nó mà không bỏ nước Mỹ thì thằng Trung Quốc nó cũng sẽ chặt đầu hết. Cái bọn này là cái bọn ăn cháo đá bét, cái bọn lừa Mỹ cái dân miền Nam để thống nhất đất nước, cái bọn xảo trá. Bọn lừa đảo, bọn độc đảng độc tài, chỉ có nó với lại thằng Triều Tiên. Trên thế giới này là chỉ có Việt Nam và Triều Tiên là còn chế độ độc tài thôi, chưa có một nước nào mà coi như là chế độ độc tài như là Triều Tiên với lại Việt Nam này hết. Thế giới đã sợ rồi. Sợ nhất là độc đảng, sợ nhất là độc tài, sợ nhất là vua chúa. Chưa là xuống đảng. Rồi. Bây giờ xuống đảng, ông đó là ông Trùm, ông Trùm đảng. Bây giờ là làm việc ở đâu? Làm việc cái gì? Ở đây nó có đã không được. Ở đây là dân chúng tôi thấy rồi đó. Làm việc không ra đây.
Để đất đây, đừng có nói cái giọng nói đó. Mà không được việc gì mà nói giận giùm tao. Mẹ tao làm thắng mày hưởng không mà mày đi đòi đất. Mày ăn lương cái giận giùm tao. Giận giùm tao đồng góp mà đừng đồng mà đánh lương. Mày đừng có làm cái thái độ lên. Chứ mày con nít mà mày lại mày nói chuyện thì mày ấy thì mặc bộ đồ nó mới ngon mà. Có dẫn dưới chú nào, trò chuyện gì? Mày nói mày đây không việc. Sao không được việc? Thôi tụi anh. Mày lại mày thế gì? Không, mày lại mày thế gì mà ăn cơm của dân? Lương của dân? Tại sao mà không phục vụ cho dân mà phục vụ cái kế nào? Mày em muốn tao mày ăn. Mày phục vụ cái kế nào? Dân chúng tao mồ hôi nước mắt. Đổ xuống đây. Đem mồ hôi trang, đem mồ hôi đâu? Đổ xuống đây. Mày đứng này mà không bảo vệ cho tao, dân chúng tao. Mày đừng có làm cái thái độ mày. Mày là con nít. Mày là con nít. Ở đây là dân độc dân, độc viên đứng. Mày đứng là viên, độc dân, độc dân. Mày đừng có làm mày là mặc cả ăn cơm của dân, lương bạc của dân. Mày mày mặc áo của đảng ơi. Mày mày bây giờ cái mày mặc áo của đảng không? Tôi biết là mới hài hòa nhưng cháu này rồi, cháu đi rồi. Cái đảng đó, cái áo đó là cái đảng ăn cơm dân chúng tao đây. Quần áo mày mà quần đi mặc đây. Mày đưa thương thương đen ra là dân chúng tao đói đâu. Dân chúng tao là mất đất mất nhà. Cái chỗ này là cái chỗ báo chí tham nhũng. Cái chỗ nhà đánh thuộc bên dòng chính phủ là cái chỗ tham nhũng. Báo chí tham nhũng. Mày là con nít, mày đừng có nói cái dân mà cái dân trong đời đất trong chúng tao. Sổ đỏ thế này mà còn bị ăn cướp đéo giữ được cái này. Dân trong tao, tôi đây mỗi ngày không cầu Phật. Dân trong tao là bé cô dễ ông tụi mày. Mày làm cái thay cái con khí gì? Mày đánh qua ăn lương người dân chúng tao. Đang ăn mày cao đồ đồ đáng. Đang ăn góp từ chúng tao mua đồ cho mày mặc. Mấy chục năm mà chưa bái vừa sao? Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng ở dân mà ra thôi. Đa đào thêm nhau. Đa đào thu thương dân dân không? Cho công an đã đàn áp dân chúng tôi. Đá đao dân chống phong cho công an đàn áp dân chúng tôi đi kiện. Đá đao tham nhũng. Tụi bay đừng có thấy dân chúng ta tụi bay hại hiếp. Mày chơi bị mày bao vệ đất nước kia. Lừa đảo cộng sản. Lừa đảo cộng sản thôn nam. Cộng sản lừa đảo. Toàn là lừa đảo. Đá đao thêm nhung. Đá đao thêm nhung. Đá đao thêm nhung. Đá đao mới đăng mà đọc bài đọc đắng và bao chi thêm nhung. Đá đao đọc bài đọc đắng bao chi thêm nhung. Đá đao đọc bài đọc đắng bao chi thêm nhung. Đá đao cái bọn tàu quyền cướp đao dân. Đá đao tàu quyền cái cướp. Đá đao cái tàu quyền đi cướp của dân. Đá đảo bọn cộng sản lừa mày quốc tế. Dân chúng tôi mất đất là có tôi đi đôi. Chú không biết cái ngày nào mà ngày tốt. Rồi. Không biết cái ngày nào ngày hộp. Nó hộp ra cái dân quyết đâu. Nó hộp ra tao cái anh cướp nó cho dân quyết đâu. Bây giờ tôi liệu nó thiệt hình anh á. Khổ quá, cháu không có thẩm quyền. Cháu chỉ biết là thôi, có làm không được. Vâng. Cháu đã nói rồi, tôi chứ là thôi nó là trẻ con thì cháu đã được gọi là đại diện cho xin lỗi các bác rồi, nhưng tôi cho nó bố lão ấy nó sổ đỏ mày nó đang mất còn giữ được chi cho mày giữ được. Đá đao thêm nhung. Đá đao thêm nhung. Đá đao thu thu
sổ đỏ con đéo giữ được mà ở đi chứ. Mày đất cả mày đéo phải. Bây giờ ngồi nói là cái hiếp dân trong tao. Dù cả hai ngồi dân trong tao cũng 4 triệu nào mày ngồi à. Con đội lên đi cho ấm. Đi bố đi này kia nó quay này là vừa. Lại cho con kia. Lại. Về nhá. Cái đây rồi mãi. Cái bọn tham nhũng, cái bà ta việc cái đáng thúi nè. Cái đảng quá thôi nè, cái đảng tham nhũng. Đa đâu đang dân đã cầm sáng quá tham nhũng. Đa đâu. Đa đâu đang cầm sáng thì có pháp đất hai dân. Đa đâu. Đa đâu đang cầm sáng thì có đất hai dân. Đa đâu. Đa đâu tham nhũng. Đa đâu. Đa đâu tham nhũng. Đa đâu. Đa đâu bọn cộng sản lừa đâu. Gõ này chứ. Bọn cộng sản bảo kê cho kẻ cướp. Không tra đón tra nhà dân chúng tôi thì cướp đất cướp nhà dân chúng tôi, còn cho công an đàn áp nhân dân chúng tôi. Cái chế độ quá thôi nè, hèn với giặc mà ác với dân. Bọn mày mà không nhờ Mỹ thì thằng Tàu Trung Quốc sẽ chặt đầu bọn mày trước. Chế độ độc đảng độc tài. Đa đâu kẻ cướp. Đảng cộng sản là đảng lừa đảo. Đảng độc tài. Đảng bất dạy. Tại sao nhân dân chúng tôi qua khỏi giờ ông Trọng ơi? Ông Trọng ông
Giờ nó lừa bà con tôi lên xe rồi. Nó quá thui nát, nó sợ xấu hổ. Nó quá lừa rồi. Quá thui nát, cái trời đồ quá thui nát, hèn với giặc mà ác với dân. Tới ngày hôm nay mà không trả lại đất nhân dân chúng tôi, còn vẫn bao che. Vẫn bao che chủ tịch các tỉnh, riêng như chủ tịch tỉnh Bình Định, nó ông dung coi đảng với đảng là đập đập tay, bao che với nhau. Nó quá thui nát rồi. Dân chúng tôi có một người, hai người trong dân cũng đi. Nhờ cộng đồng chia, bà con, anh chị em chia sẻ đưa dùm cho bác cái đáng quá thúi nát. Cướp đất, cướp nhà dân chúng tôi, nó đập tài, đập đáng, nó cướp đất. Nó đưa cướp đất, cướp nhà dân chúng tôi, vừa có một người chúng tôi cũng vẫn đi. Nó bảo kê cho mấy thằng bán hàng trắng, nó phá hủy thế hệ thanh niên của Việt Nam. Tôi là lên thằng Trang này, ở tỉnh Ninh Thuận này, đã đảo cái bọn lợi dụng chế độ độc đảng độc tài, bảo kê cho kẻ cướp. Còn quá thôi nè, nó cũng không làm. Cái dân sự có hai bên thôi. Nhân dân chúng tôi đi đâu về đâu, đất nước nó về đâu, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đấy, cái gia can sự nghiệp nhân dân chúng tôi đã có đi cướp ăn trắng trộn rồi, các ông còn bao che những chủ tịch các tỉnh ngày hôm nay để dân chúng tôi rồi. Có dân mà có đảng nha, ông nhớ kỹ nha ông Cộng, ông Trọng. Ông cũng một người dân chúng tôi đã chết rồi, ông cũng vẫn chết theo dân dân chúng tôi nè ông Trọng. Ông mang cái hiệu đảng thôi, chứ ông đâu phải là thần thánh gì. Ông một người dân hả? Ông không tôn trọng pháp luật, ông không tôn trọng quy chế đảng. Ông có tiêu diệt những cái thằng đảng viên để phá hoại uy tín đảng của ông, phá hoại uy tín cái logo đảng Cộng sản Việt Nam. Ông xách cái búa liềm, ông đặt đầu tụi tôi không? Đã, quốc hội bao nhiêu? Đã.